Chiều ngày 29 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu một du khách người Nga, khoảng 31 tuổi, bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối Mơ Khe Râm thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, vào lúc 14 giờ 30 ngày cùng ngày. Trung tâm thông tin 114 nhận được tin báo của người dân về việc có một người ngoại quốc bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối Mơ Khe Râm thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ngay lập tức, đơn vị đã điều động công an huyện Hòa Vang xuất một xe cứu nạn, cứu hộ và công an quận Liên Chiểu cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cứu nạn cứu hộ xuất hai xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường hỗ trợ. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ lập tức trinh sát hiện trường, xác định dòng thác chảy xiết, khu vực có người mắc kẹt rất khó tiếp cận nên đã tổ chức đội hình vượt thác, tụt dây tự cứu bằng dụng cụ vét tự hãm để cứu người bị nạn. Sau gần 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.